Video ngày hôm nay sẽ dành cho tất cả những ai đang nghĩ tới việc đi làm sales, mới bước vào nghề sales hoặc đang làm sales nhưng có chung một băn khoăn, một nỗi ám ảnh trong đầu. Đó là làm thế nào để luôn tự tin khi đứng trước khách hàng? Làm thế nào để mỗi khi bước vào cuộc gặp gỡ với khách hàng, bạn không cảm thấy lo lắng, bồn chồn, tay chân thì run lẩy bẩy, mồm miệng lắp bắp, mồ hôi tay, mồ hôi chân thì toát ra như tắm? Tôi đã từng như vậy mỗi khi phải tiếp xúc với khách hàng bởi vì tôi là một người sống hướng nội, introvert. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 điều bạn cần phải thay đổi để trở thành một người bán hàng tự tin. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cách này ngay cả trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu như bạn xem tới cuối của video này, thì điều thứ 7 sẽ giúp cho bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về những khó khăn của nghề làm sales. Việc thứ nhất để bạn luôn tự tin khi trao đổi với khách hàng, đó là phải bắt đầu thay đổi từ những suy nghĩ của bạn về thương vụ bán hàng đó. Hãy nghĩ rằng bạn không cần phải chốt được khách hàng này, bạn không cần thương vụ này. Tại sao lại như vậy? Nào, có rất nhiều người làm sales khi tới thuyết phục khách hàng thì luôn giữ một suy nghĩ trong đầu. Đó là mình phải chốt được sales này, mình phải đạt được chỉ tiêu, mình phải bán được đơn hàng này để còn nhận hoa hồng. Nếu không thì tháng này sẽ không đủ thu nhập để mà sống. Đây là một suy nghĩ rất phổ biến. Và nó làm phá hủy đi toàn bộ sự minh mẫn, sự tự tin của bạn. Bạn đã bao giờ gặp phải một người bán hàng mà lúc nào cũng cố gắng dồn ép bạn phải mua, thậm chí là còn nói những câu như là anh mua giúp em để em có đủ chỉ tiêu, ví dụ như vậy. Khi bạn có cái suy nghĩ đó trong đầu thì ngay lập tức ngôn ngữ hình thể của bạn sẽ thể hiện ra ngoài là bạn đang van xin khách hàng mua hàng của bạn. Và như vậy bạn sẽ mất đi sự kiểm soát của mình trong cuộc trao đổi với khách hàng. Bạn sẽ không còn khả năng tìm hiểu khách hàng, nhu cầu của họ và giúp đỡ họ tìm ra giải pháp. Khi đó, khách hàng sẽ càng không muốn mua từ bạn. Tôi muốn bạn nhớ điều này. Tôi không quan tâm bạn thực sự cần phải chốt được đơn hàng đó như thế nào. Không cần biết là bạn phải có doanh số thì mới đủ thu nhập để trả hóa đơn điện nước ra làm sao. Hay thậm chí là nếu như không bán được đơn hàng đó thì tối nay bạn mang bụng đói đi ngủ. Bất cứ khi nào đứng trước mặt khách hàng, bạn không được tỏ ra là mình cần phải bán được bằng mọi giá. Bởi vì khi bạn có cái tư duy đó thì bạn sẽ thoải mái, sẽ tự tin để làm tất cả những gì mà mình muốn. Và bạn mới có thể tập trung giúp khách hàng một cách tốt nhất và có tâm nhất. Khách hàng sẽ cảm nhận được điều đó. Điều thứ hai, hãy nhớ rằng bán hàng cũng chỉ là một trò chơi, một môn thể thao. Giống như là khi bạn chơi game online vậy, không phải là cuộc sống thực. Khách hàng không thể làm hại bạn. Nào, có rất nhiều người mới vào nghề sales lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, thấy sợ hãi. Họ sợ rằng nếu như nói điều gì đó sai thì khách hàng sẽ căm ghét, sẽ đánh đập, sẽ làm tổn thương họ. Tất cả những điều đó đều chỉ là tưởng tượng. Bạn đang làm việc và điều tồi tệ nhất mà khách hàng có thể làm đối với bạn đó là chê bai, là nói một vài câu tiêu cực bởi vì họ không thích sản phẩm của bạn. Và nếu như bạn là có một tác phong làm việc chuyên nghiệp, một dịch vụ tốt thì điều xấu nhất có thể xảy ra đó là khách hàng sẽ từ chối không mua. Bán hàng cũng giống như một trò chơi vậy. Bạn thua một lần, bạn lại chơi lại và tìm cách tốt hơn để vượt qua nó. Tất cả chỉ có vậy. Thế nhưng, chính điều này lại khiến cho rất nhiều bạn sales mới vào nghề cảm thấy chán nản và không dám thử sức mình với những thử thách lớn hơn. Không dám gọi điện thoại cho khách hàng, không dám nói chuyện với trưởng phòng, với giám đốc công ty bên mua, mà chỉ loanh quanh luẩn quẩn với những khách hàng dễ dàng nhưng không có quyền ra quyết định mua hàng. Chính vì thế, nếu bạn nhìn nhận việc bán hàng một cách thoải mái hơn, thì ngay lập tức bạn sẽ tự tin hơn trước mặt khách hàng, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Điều thứ ba, hiểu rõ những gì bạn đang bán và mang lại giá trị nhiều hơn là khách hàng mong đợi. Nào, đây là điều mà chắc chắn ai cũng sẽ đồng tình. Tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ với hơn 100 thành viên trong nhóm chat Zalo và hầu hết mọi người cũng cho rằng hiểu về sản phẩm và dịch vụ mà mình đang bán sẽ giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, điều tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là không chỉ bạn cần phải hiểu về sản phẩm mà mình đang bán, mà bạn còn phải là một chuyên gia trong lĩnh vực mà mình kinh doanh. Ví dụ, bạn là một huấn luyện viên thể hình, một PT, một personal trainer. Bạn không chỉ cần biết về các động tác tập luyện giúp khách hàng tập đúng, mà bạn còn cần phải có kiến thức về các chế độ ăn kiêng, các phương pháp duy trì sức khỏe tốt, các biện pháp chăm sóc da, hay thậm chí là có những lời khuyên về thời trang sao cho phù hợp với vóc dáng của khách hàng. Khi bạn trở thành một người có kiến thức sâu rộng và sẵn sàng chia sẻ nó với người chưa biết, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự tin. Cũng giống như là cách tôi đang làm với bạn, đó là chia sẻ là những gì tôi đã trải nghiệm, đã rút ra hoặc là đã học được. Và bạn trở thành một người cho đi, một người mang lại giá trị cho người khác chứ không chỉ nhận về lợi ích từ phía khách hàng. Và như vậy,
bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi tiếp xúc với người mua. Điều thứ tư, biết rõ mình đang làm gì và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với người làm sales chuyên nghiệp. Việc tôi nói tới ở đây là bạn cần phải có một kịch bản bán hàng và một quy trình bán hàng cụ thể và chi tiết giúp bạn giải quyết mọi tình huống xảy ra và biết được từng bước mình cần phải làm gì. Nào, tôi muốn đưa cho bạn một ví dụ để bạn dễ hình dung. Hãy cùng quay trở lại cái thời còn đi học. Tôi lấy ví dụ, chúng ta ai cũng từng phải học môn văn học, phải không ạ? Chúng ta thường phải làm bài test, bài kiểm tra, ví dụ như là yêu cầu phân tích một bài thơ chẳng hạn. Nó cũng giống như là khách hàng của bạn là giáo viên dạy văn, đang muốn bạn bán cho một sản phẩm là một bài thơ hay bằng cách bạn phân tích về bài thơ đó. Điều gì thường xảy ra? Chắc chắn là phần lớn trong chúng ta ai cũng đều phải thuộc bài thơ đó trước khi làm bài test, có phải không ạ? Có nghĩa là ai cũng hiểu về sản phẩm, bạn biết về sản phẩm của mình là gì, nội dung ra sao, dài ngắn thế nào, nhưng làm sao để bạn viết được một bài văn thuyết phục? Đó là nhờ có dàn bài mà bạn đã được học và có sự chuẩn bị từ trước. Một bộ khung, một dàn ý giúp bạn biết cách viết một bài văn tốt như thế nào. Ví dụ, bạn phải bắt đầu từ mở bài, giới thiệu về tác giả, tác phẩm, rồi thì tới thân bài, phân tích từng khổ thơ, từng ý tứ trong bài thơ đó ra sao, cách triển khai đoạn văn như thế nào cho phù hợp, và tới kết luận, bạn chốt như thế nào để có một cái kết đẹp và ấn tượng. Đó chính là một quy trình bán hàng mà bạn cần phải có trong nghề sales. Bạn hiểu rõ về tính năng và lợi ích của sản phẩm đó thôi chưa đủ, cũng giống như là ai cũng thuộc bài thơ đó, bất kỳ một người làm sales nào cũng biết. Hôm qua tôi có tình cờ nói chuyện với một bạn có nhờ tôi tư vấn về cách bán hàng, và bạn ấy nói với tôi rằng tất cả nhân viên đều được đào tạo về sản phẩm và dịch vụ, nhưng cách bán làm sao, ở đâu hay cho ai thì tự phải tìm cách. Điều này khiến cho tất cả nhân viên sales đều tìm tới một chung một kênh bán hàng như nhau và cạnh tranh với nhau, lôi kéo khách hàng của nhau. Công ty cho bạn một mồi câu nhưng không đưa cần câu, cũng không nói ở đâu có cá. Điều này khiến cho bạn ấy cảm thấy rất chán nản và tìm tới tôi. Đó là tình trạng chung ở rất rất nhiều công ty, kể cả những công ty lớn. Khi bạn bước tới gặp khách hàng và không biết mình phải nói gì, đặt câu hỏi gì, khách hàng từ chối thì phải trả lời thế nào, hay nói cách khác, không biết cách mở bài làm sao, thân bài thế nào, thì bạn cũng không thể chốt được bài văn đó của mình, có phải không ạ? Đó là lý do vì sao mà bạn cần phải có kịch bản bán hàng, sales script và một quy trình bán hàng phù hợp để bạn luôn biết mình đang làm gì và sẽ phải làm gì tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều khi gặp gỡ khách hàng. Điều thứ năm, luôn học được điều gì đó sau mỗi một thương vụ bán hàng hoặc qua mỗi một lần tiếp xúc với khách, bất kể là thành công hay là thất bại. Nào, đây là điều có thể áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, không chỉ riêng trong bán hàng. Rất đơn giản là bởi vì khi bạn ngừng học hỏi, ngừng hoàn thiện thì bạn sẽ bị tụt lại phía sau, khiến bạn không đủ tự tin và lặp lại những sai lầm đã xảy ra trước đó. Có một câu nói rất hay như thế này ạ. Những ai ngừng học hỏi thì đang bắt đầu chết đi. People who stop learning start dying. Những người nghĩ rằng mình học đã đủ, không cần phải trau dồi, hoàn thiện thêm nữa thì tức là họ đang tạo ra cho mình con đường đi tiếp đầy tăm tối. Nó cũng giống như là việc bạn có một mảnh đất màu mỡ để trồng cây chẳng hạn. Bạn nghĩ rằng nếu như bạn không làm gì, cứ để đó thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Qua thời gian, miếng đất vẫn còn đó. Điều này đúng, mảnh đất vẫn là của bạn. Nhưng bạn có nhận ra là chỉ sau một thời gian rất ngắn bỏ hoang, trên mảnh đất đó sẽ tùm toàn là cỏ dại ăn sâu vào lòng đất và phá hủy đi hệ sinh thái màu mỡ ở dưới sâu lớp đất đó. Và để bạn có thể trồng lại được cây ăn quả, được hoa thì bạn phải bỏ công sức ra để cải tạo lại sự màu mỡ đó của đất. Đó chính là hình ảnh tôi muốn bạn hình dung ra mỗi khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân của mình. Bộ não của chúng ta cũng vậy. Nếu như bạn ngừng học hỏi và thay vào đó bằng các kiến thức video giải trí, các bài báo, các tin tức chẳng giúp ích gì cho sự phát triển của bản thân bạn, thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ rất khó để có thể cải tạo lại và sẽ toàn là cỏ dại. Và nó cũng đúng với nghề sales. Bạn phải học được điều gì đó để trở nên tốt hơn cho những lần tiếp xúc tiếp theo với khách hàng. À, hôm nay mình nói câu này là không nên. À, đáng lẽ mình không nên chào giá bán quá sớm như vậy. À, câu hỏi này khiến cho khách hàng đồng ý mua ngay, phải ghi nhớ lại và nhớ lên nó cho lần sau, vân vân. Đó là cách duy nhất để bạn trở nên tốt hơn và tự tin hơn trong tương lai. Điều thứ 6, đừng cố gắng làm bạn với khách hàng. Nào, đây là một suy nghĩ rất old school, cách bán hàng rất cổ điển và nó không còn đúng tại thời điểm hiện tại, khi mà khách hàng có quá nhiều thông tin, quá bận rộn và có quá nhiều sự lựa chọn cho giải pháp mà họ cần tìm.
Trong cuộc sống nhanh như hiện nay, khi mà khách hàng có thể mua hàng không cần thông qua người làm sales, mua hàng online thì vai trò của người sales và cách tiếp cận cũng cần phải thay đổi. Lý do duy nhất để khách hàng tìm tới người bán đó là vì họ cần phải giải quyết vấn đề, nỗi đau khó khăn của họ mà họ không tìm thấy ở nơi khác. Họ không quan tâm tới công ty của bạn có bao nhiêu giải thưởng, bạn có doanh số bán hàng cao như thế nào, vân vân. Tất cả chỉ là vô nghĩa nếu như bạn không cung cấp cho họ được một giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, hãy tập trung vào tìm hiểu khó khăn và giúp khách hàng xử lý triệt để điều đó trước. Khi đó bạn sẽ tạo được lòng tin với khách và đó là lúc bạn có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài hơn để mở rộng mạng lưới khách hàng giới thiệu cho mình. Nếu như bạn chỉ tập trung vào xây dựng mối quan hệ với khách hàng ngay trong lần gặp đầu tiên, thì một là bạn tự tạo áp lực cho mình, bạn muốn người ta thích mình thay vì bạn muốn giúp đỡ khách hàng. Và hai là khách hàng sẽ tỏ ra khó chịu và làm bạn càng trở nên lung túng. Để tôi hỏi bạn câu này, nếu như một người lạ tiếp cận bạn và muốn trao đổi thông tin về gia đình, về cuộc sống riêng tư của bạn ngay trong lần gặp đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chính xác, không ai thích điều đó cả. Chính vì thế hãy ngừng suy nghĩ rằng bạn phải tìm một cách để làm bạn với khách hàng. Hãy là một người thầy thuốc, một người bác sĩ, trị bệnh xong để khách hàng hài lòng, rồi thì mọi sự quan hệ tự nhiên cũng sẽ tốt theo. Và sau cùng, điều thứ 7, hãy luôn nhớ rằng có người thích, có người không thì đã sao? Khách hàng khác đang chờ bạn. Nào, đây là điều mà tôi đã học được từ những ngày đầu tiên làm kinh doanh, một tư duy dành cho những người làm sales rất phổ biến trên thế giới. Nguyên gốc của nó là Some will, some won't, so what? Someone else waiting. SW4. Hay có nghĩa là có người thích, có người không thì đã sao? Khách hàng khác đang chờ bạn. Đây là một tư duy rất tốt để giúp cho những người làm bán hàng. Bởi lẽ, rào cản lớn nhất đối với người làm sales đó là sự từ chối của khách. Bản chất của con người chúng ta không ai muốn phải nghe người khác từ chối mình. Nhưng nghề sales lại là nghề phải đối mặt thường xuyên với vấn đề này. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều người nản và từ bỏ công việc của mình. Tuy nhiên, quay lại vấn đề đầu tiên mà tôi đã nói với bạn, khách hàng sẽ chẳng thể làm hại được gì cho bạn cả. Hãy coi bán hàng như là một môn thể thao, một trò chơi. Thua keo này, ta lại bày keo khác. Nếu khách hàng này từ chối, hãy học một điều gì đó và tiếp tục. Bởi vì còn rất nhiều khách hàng khác đang chờ bạn tới để giúp họ có giải pháp cho vấn đề của mình. Hãy giữ cái tư duy này trong đầu của mình và bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi tiếp xúc với khách. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.